Xin chào các bác, em là Ngọc Anh và em đến từ Ngọc Anh Tranh Đồng các bác ạ. Có một dòng tranh được gọi là nhận được rất là nhiều sự ưu ái của các bác khách hàng, đặc biệt là những bác đang làm chủ doanh nghiệp, doanh nhân hay là đang làm ăn kinh doanh buôn bán, đó chính là dòng tranh mang tên Thuận Buồm Xuôi Gió ạ. Vậy thì cũng đang còn có rất là nhiều bác không hiểu lý do tại sao lại có cái nguồn gốc của bức tranh này và ý nghĩa của bức tranh này nó như thế nào. Thì trong video ngày hôm nay các bác sẽ cùng em tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của dòng tranh mang tên Thuận Buồm Xuôi Gió ạ. Các bác sẽ nhìn thấy trong video ngày hôm nay em đang mang tới cho các bác đó là dòng tranh Thuận Buồm Xuôi Gió với nguồn gốc xuất xứ tại làng nghề Đồng Sâm, và đây cũng là một trong những làng nghề cao cấp nhất và những dòng tranh cao cấp nhất hiện nay các bác nhé. Về quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là về cái bức tranh Thuận Buồm Xuôi Gió này. Thì ngày xưa, về cái nguồn gốc của bức tranh, ngày xưa khi mà ông bà ta đi đánh cá ngoài khơi thì gặp rất là nhiều khó khăn và vất vả. Chính vì vậy mà có dẫn đến cái tình trạng là bị tử nạn rất là nhiều trong cái công cuộc đi ra khơi như vậy. Và chính vì vậy mà những người nào mà rất là may mắn sẽ gặp được những hôm mà gió to, lộng gió thì sẽ giúp cho con thuyền đi nhanh hơn, đi xa hơn, và cũng đồng nghĩa với việc là sẽ đánh bắt được nhiều cá hơn. Mà chính vì vậy sau này thì đây cũng chính là câu nói mà luôn luôn được những người dân luôn chúc nhau mỗi khi dịp ra khơi, đó là câu nói Thuận Buồm Xuôi Gió. Và đây cũng chính là nguồn gốc ra đời của câu nói Thuận Buồm Xuôi Gió luôn các bác ạ. Chính vì vậy mà cái nguồn gốc của bức tranh nó mang lại rất là nhiều những cái mong cầu của người dân. Tiếp theo thì tới với cái phần là cái ý nghĩa của cái bức tranh Thuận Buồm Xuôi Gió này nó mang cái ý nghĩa như thế nào. Thì đầu tiên các bác có thể nhìn thấy cho em đó là về cái câu nói luôn, đó là Thuận Buồm Xuôi Gió. Thuận và xuôi đây có nghĩa là tượng trưng cho hướng, đó là cùng về một hướng. Khi chúng ta đồng lòng, khi chúng ta cùng về một hướng thì nó sẽ mang lại nhiều sự cộng hưởng và nó mang lại cái sự trôi chảy hanh thông hơn. Chính vì vậy mà đấy chính là hai cái từ cùng chỉ về một hướng. Tiếp theo thì tới cái từ buồm và gió. Cái hai từ nghĩa buồm và gió thì nó lại mang cái ý nghĩa là bổ trợ lẫn nhau. Khi mà gió to thì đồng nghĩa với việc là con thuyền cánh buồm được căng gió, được khi mà căng gió rồi thì nó sẽ giúp con thuyền đi nhanh hơn, đi xa hơn, và đồng nghĩa với việc là nó sẽ mang lại nhiều cái may mắn hơn cho cái công cuộc đi ra khơi của mình. Và nếu mà so sánh ngay trong cái công cuộc đánh cá hay đi ra khơi thì đó chính là giúp cho con thuyền đi nhanh hơn, đi xa hơn, và cũng như là giúp cho mùa được bội thu hơn, mỗi một mùa quay trở về được nhiều hơn. Và đây cũng chính là một trong những câu nói cấu trúc được nhiều doanh nhân và cũng như là người làm ăn kinh doanh luôn luôn hướng tới để chúc nhau mỗi dịp có những cái dự án mới hay là có những cái khởi nghiệp mới thì luôn luôn chúc nhau Thuận Buồm Xuôi Gió. Và thêm vào đó, ngoài cái ý nghĩa đối với những người kinh doanh ra thì nó còn mang cái ý nghĩa đó là khi mỗi khi mà những người con xa quê hương để đi lập nghiệp cho mình thì nó còn mang ý nghĩa là sự may mắn, sự khỏe mạnh, sự bình an, và mong cho cái công việc sự nghiệp của người con đó trở nên may mắn hơn, thuận lợi hơn và hanh thông hơn. Đó chính là những cái nguồn gốc và cũng như là một vài cái ý nghĩa tiêu biểu về cái dòng tranh Thuận Buồm Xuôi Gió này. Còn về các cái họa tiết trên tranh thì nó còn mang lại sự cộng hưởng nhiều hơn. Thì bây giờ các bác sẽ cùng em đi cận cảnh hơn một chút về cái dòng tranh này để xem những cái ý nghĩa hỗ trợ cho nó như thế nào. Các bác có thể nhìn thấy như ban đầu em nói là về cái cụm từ Thuận Buồm Xuôi Gió, đúng không ạ? Thì đó chính là những cái ý nghĩa mà cũng được khắc họa trên tất cả những cái hình ảnh của bức tranh. Ví dụ như bức tranh Thuận Buồm Xuôi Gió này đi ạ. Các bác sẽ nhìn thấy là hình ảnh con thuyền đang ra khơi, và những cánh buồm này vô cùng là căng gió, đang rất là lộng gió để đẩy con thuyền lướt trên mặt sóng, trở nên đi nhanh hơn và cũng như là đi xa khơi nhiều hơn và giúp gặt hái được nhiều thành quả hơn. Nếu các bác có thể để ý thì đây là những cái đặc điểm vô cùng nổi bật của bức tranh, như là con thuyền đang hướng về phía trước này, còn những ngọn sóng này thì có tượng trưng cho những cái điều khó khăn trong cuộc sống luôn luôn chờ chúng ta. Tuy nhiên thì chúng ta luôn luôn hướng về phía trước để vượt qua những cái khó khăn này, và cũng như là sự mong cầu của mỗi con người là sẽ cùng nhau vượt qua được những cái khó khăn trong cuộc sống, sự nghiệp và cũng như là trong cuộc sống gia đình luôn. Đây chính là cái họa tiết về
tranh thuận buồm đang ra khơi. Tiếp theo bên này cũng sẽ là bức tranh thuận buồm đang ra khơi, tuy nhiên thì nó lại có một thêm một vài sự cách tân nhẹ nhẹ để cho cái bức tranh trở nên sinh động hơn. Ngoài hình ảnh là bức thuận buồm đang ra khơi như thế này, bên dưới cũng sẽ là những đợt sóng và nó cũng thể hiện cho những khó khăn mà chúng ta sẽ trải qua. Tuy nhiên thì những cái hình ảnh này nó cũng sẽ mang cái ý nghĩa là luôn luôn được thành công. Kết hợp bên đó là những bông hoa mai. Nếu mà xét theo ý nghĩa thì hoa mai nó còn tượng trưng cho sự đoàn tụ, sự sum vầy và sự sum họp, hay những đàn chim vẫn đang quay trở về cũng như vậy, thì nó cũng thể hiện cho sự báo hiệu, sự thành công quay trở lại và cũng như là sự gặt hái được thành công, và nó cũng là như sự mong cầu mỗi khi ra khơi, mỗi khi gặt hái được thành quả rồi thì sẽ quay trở lại về bình an, sum họp, đoàn tụ được với gia đình của mình. Như trên bức tranh này các bác có nhìn thấy là đầy đủ cái ý nghĩa như em vừa nói luôn. Thì mỗi cái dòng tranh này, mỗi cái kích thước tranh nó sẽ có một cái sự kết hợp thêm vào đó những cái họa tiết để nó mang lại những cái ý nghĩa tốt đẹp nhất để cho những gia chủ khi mà chúng ta lựa chọn một cái dòng tranh ý nghĩa như dòng tranh thuận buồm xuôi gió. Thì tiêu biểu lại thì nó vẫn sẽ có những cái ý nghĩa về mặt hanh thông, thuận lợi và phát triển con đường công danh và sự nghiệp để nó mang lại nhiều điều may mắn nhất cho con đường công danh sự nghiệp của các bác. Chính vì vậy mà đây cũng chính là một trong những dòng tranh mà được rất là nhiều sự ưu ái của những doanh nhân, của những bác đang làm ăn kinh doanh, buôn bán thì luôn luôn mong muốn lựa chọn những cái dòng tranh mang tên là thuận buồm xuôi gió này như thế này ạ. Và các bác thấy những cái chia sẻ của em như thế nào ạ? Và nếu các bác muốn cùng em chia sẻ thêm và góp ý thêm cho em về những cái ý nghĩa và cũng như là những cái dòng tranh về thuận buồm xuôi gió hay là những dòng tranh phong thủy này, có thể liên hệ với em để có thể cùng chia sẻ và cũng như là đóng góp ý kiến thêm cho em để có thể cải thiện hơn và học hỏi thêm nhiều hơn từ các bác. Thì nếu các bác muốn liên hệ với em thì các bác phải liên hệ qua số hotline Zalo 0339 737 519, thì em sẽ vui lòng và sẵn sàng góp ý những góp ý của các bác cũng như là chia sẻ thêm cùng các bác ạ. Nếu mà các bác thấy video này hay và ý nghĩa, có thể dành tặng cho em một like, một share và một đăng ký kênh tranh Ngọc Anh Tranh Đồng để có thêm nhiều động lực hơn nữa để thấy ra thêm nhiều video hơn ạ. Bây giờ thì em xin phép được chào và hẹn gặp các bác trong những video tiếp theo của em.